Mẹ con nhà ai đứa? Bé mua mẹ. Bé con nhà ai mẹ? Mới giữ trẻ à? Mà ngoại không giữ gấu giữ con nhà ai đứa? Bé mua mẹ. Tên gì mẹ? Gấu, con ngẩng cái mặt lên mẹ xem, không có cười nhìn xuống trên đất thấy không? Mới uống sữa. Ông cứ tìm tòi cái gì ở phía dưới nữa.